Cao Bằng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em lên sóng phụ các bác con rửa bát Panasonic TR9, một con máy mà các bác nhìn mặt nó trắng tinh luôn, cực sáng, trắng đẹp, quá đẹp luôn các bác. Lưng con này bên này rất là phẳng, mica trắng tinh, lưng tôn này nó nguyên zin thôi nhé, rất là đẹp luôn. Đời 2017 nhé, series máy con này nó là 0703. Mặt mica đẹp. Đã, được khiển nhé. Bắt đầu rửa các bác nhé. Nội thất con này rất mới luôn này, nhựa trắng tinh. Nội thất rất mới nhé. Ruột gan quá mới luôn. Doang chỉ bọn này máy từ bắt thì được mà các bác lo nhé, kể cả đời Nationa cũng không bao giờ hỏng được doang. Bác nào dùng viên rửa bát các bác ném thẳng vào khoang cho em nhé, chứ đừng cho đây lâu tan lắm, chỗ này chỉ cho bột thôi. Viên rửa phải cho thẳng vào trong khoang này nhé, cho vào bò viên vào đây là sẽ nước cuối cùng nó mới tan hết và cuối cùng các bác ăn thành bột rửa bát đấy, nên là khay rác. Nội thất cực mới đẹp luôn, mã số 9. Chiếc này em bán 5 triệu 6 các bác nhé. Bác nào có nhu cầu alo, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển trên Vietnam. Phí vận chuyển 150.000 ạ, Vietnam 500. Chính thức mua bán đặt cọc trước 500 các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt về giao hàng. Chào các bác.